Đội tuyển Việt Nam đang trải qua những thời điểm khó khăn khi gần đây họ đã phải đối mặt với hai trận thất bại liên tiếp trước Trung Quốc và Uzbekistan. Thất bại này không chỉ khiến người hâm mộ buồn bã mà còn khiến cho các tờ báo Đông Nam Á phải bày tỏ sự tiếc nuối. Tờ Suara Indonesia đã đặt tiêu đề: "Thật buồn khi đội tuyển Indonesia của chúng ta không thể vượt mặt đội tuyển Việt Nam." Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh rằng đội tuyển Việt Nam, đối thủ lớn nhất của Indonesia, đã gây thất vọng khi liên tiếp để thua. Đặc biệt, họ bị đánh bại bởi Uzbekistan với một sự áp đảo rõ rệt. Hàng thủ của đội tuyển Việt Nam đã mệt mỏi trước sự tấn công không ngừng của Uzbekistan và hàng công cũng không thể tạo ra bất kỳ cơ hội ghi bàn nào. Huấn luyện viên Chu Xie đã thể hiện sự không hài lòng đối với hiệu suất của các cầu thủ và cho rằng họ chưa thể thực hiện các chuyển đổi trạng thái và chiến thuật hiệu quả. Đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn trong việc triển khai lối chơi kiểm soát bóng và thường xảy ra sai lầm. Hai trận thất bại gần đây đã làm dấy lên những lo ngại về sức mạnh của đội tuyển Việt Nam trước vòng loại World Cup 2026. Có khả năng cao rằng Indonesia sẽ lọt vào bảng đấu vòng loại cùng với đội tuyển Việt Nam. Tờ Bowler Sport Indonesia bình luận về trận thua của đội tuyển Việt Nam: "Thất bại liên tiếp, đội tuyển Việt Nam đang đối mặt với những khó khăn." Tác giả cho biết rằng sau trận thua 0-2 trước Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam đã tiếp tục phải đối diện với thất bại trước Uzbekistan, một đối thủ mạnh hơn rất nhiều. Huấn luyện viên Chu Xie cũng không từ chối rằng sự chênh lệch sức mạnh rất rõ rệt. Mất hai trận liên tiếp đã khiến đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn trong hành trình tới vòng loại World Cup 2026.